Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Kính mời anh chị em lắng nghe lời Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy lắng nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu thì quỷ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo trên bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, để hiểu đoạn lời Chúa chúng ta vừa nghe, chúng ta cùng nhau nhắc lại trước đó Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn gọi là người gieo giống, dụ ngôn người gieo giống. Ngài nói người gieo giống ra đi gieo giống. Khi gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời đến ăn mất. Có hạt rơi xuống đá sỏi, chỗ đất không nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu, cho nên khi nắng lên thì nó bị khô cháy và bị thiếu rễ. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên um tùm và nó bị chết nghẹt. Và có hạt rơi vào đất tốt thì sinh kết quả có hạt 100, có hạt 60 và có hạt 30. Bối cảnh đó. Và như vậy thì trong bối cảnh lời Chúa chúng ta vừa nghe, các tông đồ cũng đã được giải thích người hạ dụ ngôn người gieo giống. Khi các ông hỏi tại sao dùng dụ ngôn mà nói với dân, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một dụ ngôn để từ đó chúng ta làm cho cái mảnh đất tâm hồn của chúng ta thêm tốt tươi để mà đón hạt giống lời của Thiên Chúa. Như chúng ta đã biết, có bốn nơi hạt giống rơi vào, đó là về đường, sỏi đá, bụi gai và đất tốt. Đó là cái bốn tâm trạng của bốn loại người lắng nghe lời Chúa. Hạt giống thì chỉ có một thôi, đấy là lời của Chúa từ xưa đến nay là vậy. Nhưng nhiều người khác nhau. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến thái độ cộng tác của con người trong việc lắng nghe lời Chúa để sinh hoa kết quả, thưa anh chị em. Thật ra có hai khía cạnh này đối nghịch nhau, nhưng được tổng hợp để diễn tả thực tại phong phú của mầu nhiệm Thiên Chúa, nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa chắc chắn được phát triển, nhưng phần cộng tác của con người cũng khá là quan trọng. Hạt giống lời Thiên Chúa là yếu tố của dụ ngôn. Hạt giống này tự nó có sức trụ sinh hoa trái, nhưng khi được gieo vải và gặp cái hoàn cảnh không tốt, thì đó là cái thái độ của con người, thì lời Chúa ấy cũng không phát triển được. Người gieo giống ở đây chính là Thiên Chúa. Ngài gieo vải ở khắp nơi và trao ban ơn cứu độ cho khắp nơi trên mặt đất này. Thiên Chúa luôn luôn đi bước trước, nhưng con người cũng phải có một cái sự cộng tác. Hai yếu tố ấy không được bỏ qua. Cảm nhận được sự sâu xa trong cái vấn đề cộng tác với ơn của Chúa, cho nên Thánh Augustino ngài nói như thế này: Chúa dựng nên con người, ngài không cần hỏi ý kiến con người, nhưng để cứu độ con người thì ngài hỏi. Nếu ai đó không cộng tác thì ơn cứu độ không xảy ra. Ý của ngài là vậy. Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi người, mỗi người chúng ta phải canh tân đời sống, cộng tác với ơn của Chúa ban để trở nên những mảnh đất tốt để đón nhận lời của Thiên Chúa. Xin củng cố niềm tin cho chúng ta về điều đó. Vậy chúng ta phải làm gì
để cho mảnh đất tâm hồn của mỗi người chúng ta được trĩu hạt đây. Ta đi kinh nghiệm, từ kinh nghiệm của người nông dân. Người nông dân bảo như thế này: nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Hạt giống là lời Chúa rồi, từ xưa đến nay vẫn thế, chúng ta không bàn đến. Còn vấn đề nước, phân và sự cần cù của người lao động, chúng ta cùng nhau chia sẻ một tí. Nước ở đây là gì? Nước luôn luôn chảy xuống. Nước gặp vật cản tránh đường khác mà đi. Nước tìm chỗ thấp nhất mà đứng. Và nước chảy đến đâu làm cho cây cối hai bờ suối sinh sôi tươi tốt đến đó. Cũng như nước vậy, thưa anh chị em, mọi chúng ta hãy xin ơn khiêm nhường, không đối đầu với ai, tìm chỗ rốt hết mà ngồi. Như Chúa Giêsu đã từng kêu gọi chúng ta, hãy đến, hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Và điều thứ hai của trồng trọt là phân bón. Mảnh đất tâm hồn của chúng ta phải được bón phân gì đây? Tôi muốn nói đến cái sự phong phú của việc học hỏi lời Chúa, nền tảng học hỏi lời Chúa phải thú thật. Chúng ta phải học nơi người tin lành, họ đã học hỏi lời Chúa rất nhiều, cho nên lời Chúa luôn luôn là sống động. Mà nếu như chúng ta không chịu học hỏi thì một sự mất mát thiệt thòi, lời Chúa cũng không phát triển được nơi mảnh hồn chúng ta. Và song song với học hỏi lời Chúa là cũng phải học hỏi về những giáo huấn của Hội Thánh. Chúng ta còn phải học nhiều những tri thức về khoa học thường thức chẳng hạn vậy, để chúng ta bắt kịp với trong cái thời đại thông tin hôm nay. Còn bằng không thì lời Chúa cũng sẽ bị bóp nghẹt và không phát triển được. Và điều thứ ba mà người nông dân nói đến là sự cần cù. Người nông dân kiên nhẫn lao động để chăm bón cho mảnh đất của mình thế nào thì tâm hồn của người tin cũng vậy, người công giáo chúng ta cũng thế. Phải kiên nhẫn tập tành. Trong đạo công giáo của chúng ta có cái phương pháp ta hơi cổ một chút, ta gọi là khổ chế. Ăn chay cầu nguyện, rồi khổ chế đánh tội. Khi mà nghe khổ chế thì có một số người mỉa mai và bảo rằng thời nay mà còn khổ chế. Nhưng kỳ thực đó là những cái cách thức để làm cho chúng ta được tinh thần mạnh mẽ, thể lý được khỏe khoắn. Và nhờ cái vấn đề gọi là biết ăn cái gì, biết kiêng cái gì. Đấy là điều mà cần thiết cho ta gọi là sự cần cù tập luyện, tu tập của mỗi người chúng ta. Sự kiên nhẫn là điều quan trọng để giúp cho hạt giống lời phát triển. Nguyện xin Thánh Thần của Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết để mỗi chúng ta chuẩn bị mảnh hồn tư tốt, để khi lời Chúa gieo vào thì chúng ta có hạt 100, có hạt 60, có hạt 30. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau. Amen.